Ủa nè em ơi. Hả? Con dao để sắt dưa leo đâu nè? Đâu đó đó, ông chủ kiếm đi. Tao kiếm tao không thấy. Thật mà. Thiệt mà, thiệt đó. Đâu? Cái gì? Mắt để đâu vậy? Mắt để ở đâu? Đây nè, ngay trước mặt luôn nè. Người ta xin lỗi được chưa? Sao mà hỏi? Thiệt trước mặt mình muốn đi hỏi, thiệt tình luôn. Trời ơi. Cái gì vậy? Nướng luôn cái đồ gấp này. Thiệt, không có chí. Tao mập này ghê luôn. Nè, lấy cái đũa dữ trời. Hỏi lại này chưa? Đi tìm chú ư? Rồi. À, hai dĩa 60. Rồi, bữa nay khác kéo ủng hộ nha. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Vậy. Ủa, Toàn. Khỏe không? Lâu quá không gặp. Anh Đào, anh Khanh. Dạ, ừ. Khỏe. Tao mê cái vụ quéo anh của mày quá. Bữa mày làm cái cú gì á? Mày xoay xoay À, dạ, ngã bằng đèn. À, cái cú đó tao đi coi lại, tao coi đi coi lại mà tốn hết mấy ngàn tiền 3G của tao luôn á. Đã quá trời. Cảm ơn anh nhiều nha. Thôi, tèo. Chừng nó. Thôi, mau bình phục nha. Dạ, đâu có gì đâu mà, bình thường. Tao xin lỗi. Hai anh về hả? Về. Chúc hai anh một ngày vui nha. Rồi, thôi tao về. Dạ. Dạ con nghe nè mẹ. Nhà đâu có ở đâu đâu. Con đang ăn cơm ở quán anh Long nè. Dạ, lát con về. Mẹ yên tâm đi nha. Dạ, dạ. Chút. Cái gì? Tao để ý luôn á, mà làm gì mày mê hoàn toàn như vậy? Tao thấy mày để ý, mày nhìn xăm soi nó luôn á. Không phải là mê. Sao thấy bữa nay hoàn toàn nó lạ lạ sao vậy ta? Lạ lạ gì? Giống thấy ai nhập nó thì sao? Mày điên hả? Con ta mày nói chuyện gì kỳ cục vậy? Mấy kỳ cục. Giờ con hỏi ông chủ nè. Với một người như nó hồi xưa là một cầu thủ nổi tiếng, biết bao nhiêu người hâm mộ, mà bữa nay nó bị cái chân nó vậy rồi, mà con thấy nó vẫn vui vẻ yêu đời. Nếu mà là như con nha, con nói thiệt ông chủ nha, từ đỉnh cao mà rớt xuống vực thẳm vậy, con chỉ có ở nhà khóc ngất, không dám bước ra đường luôn. Cái này là cái bản lãnh người ta, hiểu chưa? Còn mày không có bản lãnh mà đừng so với người ta. Không phải, nhưng mà chuyện gì vừa thôi. Đó, thấy chưa? Thiệt hoài luôn á thiệt á. Mày không làm được cái gì trơn á. Mỗi lần nói chuyện với ông chủ là bị gì hả? Thiệt nè, tao nhắc mày là cái lần nữa nè. Hồi nãy tao thấy con Nguyên Quy nó gọi cho mày đó. Nó nhờ chuyện gì nhớ không? Con nhỏ nó dữ lắm luôn á. Chết vừa trời, nhắc mới nhớ. Ông chủ, vậy thôi con tranh thủ ra nha. Mày qua cái quán kia lấy cái xe đi rồi chạy qua kia kia. Rồi. Toàn ăn cơm nha em. Dạ. Toàn. Hello. Ừ. Ông, anh thấy em vui vẻ tươi trẻ vậy là anh thấy là vui đó nha. Dạ. Nói chung là bình phục hả? Em giờ cũng đỡ nhiều lắm rồi. Với lại bây giờ em suy nghĩ thoáng lắm. Yên tâm nha. Vậy thì tốt. Tốt lắm. Có chuyện gì mà cần giúp đỡ á, cứ nói mọi người nghe. Dạ, em biết mà. Cảm ơn Long nhiều. Cho em tính tiền. À, trời ơi, xui gì mà xui dữ trời. Hãy làm như bao nhiêu cái xui rủi nó đổ đầu tôi hay sao á. Thiệt. Thằng quỷ này nè, tao quá trời xui. Ủa, xui dữ lắm. Cái gì? Mà làm gì mà làm mềm như vậy? Trời ơi. Sao cứ để cái chỗ nóng không? Tao đang hỏi mày làm cái gì mà lấy mà cam ram tư ngoài đầu ngõ vô tướng đây vậy hả? Con hổng chủng nè. Cái xe đi làm ơn bơm đi. Có bơm không? Tao bơm rõ ràng mà. Vậy tính ra con xui rồi, vừa mới dắt ra cái làm như cán đinh như sao. Xẹp lép cái xe luôn, hết đi được luôn. Đó đó, mày cầm ram, có người cầm ram gấp mấy đôi mày đó. Rồi xong gì mày báo cho con Nguyên chưa, để con Nguyên nó biết rồi nó chờ. Dạ gọi rồi, gọi Nguyên rồi. Gọi xong rồi là thấy là coi như là xong luôn rồi, là cái xui rủi nó ập tới liên tục luôn. Là cái gì nữa? Nguyên Nguyên nó báo nó bị té. Chấn thương luôn. Cái gì? Con Nguyên nó té? Nó bị sao? Chấn thương trực khớp nè. Đừng có sơ cái gì đâu mà làm dữ vậy, làm hết hồn à. Thì nó không sao nhưng mà anh nó có sao. Là sao? Anh ra chợ dặn bà ra chợ đó. Bà mới chửi rủa ngoài đó xong nè.
dặn bà chặt thịt rồi nọ nhỏ 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 ra rồi chừa lơ bà mang tới cái phát hiện ra túi làm rớt tiền, bà chửi chập bà bỏ về luôn, thấy chưa? Là không có tiền đưa người ta, không có tiền làm rớt luôn. Con cảm giác bây giờ cả vũ trụ giống như là xây lưng lại với con, con tất cả những người xung quanh con đều bị xui, con nói thì giống như con là một cái vựng đen gì đó. Đen cỡ nào? Đen thui luôn á, con thấy giống như đất trời sụp đổ luôn. Bây giờ nè, bao nhiêu cái xui đến đi, đón một lần luôn đi, chứ bây giờ đón lắc nhắc thì mệt lắm. Ta thấy không có gì hết trơn á. Mày có bị phỏng chút xíu, đi chợ rớt tiền chút xíu, qua bên kia bánh xe nó chỉ xẹp chút xíu thôi mà mày la sùm vậy rồi. Nói nè, mày nhìn người ta kìa, mày nhìn người ta kìa. Ờ ha, để hỏi Tài, anh hỏi thiệt nha. Dạ. Em chỉ bí quyết đi chứ anh thấy mới bị có chút xíu thôi, nó không bằng một cái móng tay của em luôn. Mà sao em lúc nào cũng yêu đời, năng lượng tích cực, sao tự nhiên anh thấy anh năng lượng anh tiêu cực lắm, anh cảm thấy anh chán quại lắm á. Giờ anh muốn em chỉ anh gì vậy? Chỉ anh cách sao mà em có thể vui vẻ vậy trong khi mình đón những cái xui rủi trong cuộc đời nè. Thiệt ra cũng đã có lúc em suy nghĩ tiêu cực lắm. Kết quả chụp CT thì tất cả các bộ phận của bệnh nhân đều bình thường, chỉ có bị xây xát nhẹ thôi. Tuy nhiên do va đập mạnh, hai chân ảnh hưởng cột sống thì tổn thương tủy, cho nên là chân của bệnh nhân... Chân của tôi sao vậy bác sĩ? Anh cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nha, xin phép tôi đi. Bác sĩ... Mẹ, chân của con bị sao vậy mẹ? Hả mẹ? Chân của con giống bình thường mà đúng không mẹ? Bác sĩ nói chân con sao vậy mẹ? Mọi người nói dối con đúng không mẹ? Chứ con vẫn bình thường mà đúng không mẹ? Chứ con vẫn bình thường mà đúng không mẹ? Đừng có buồn nữa lâu. Chứ con vẫn bình thường. Chứ con vẫn bình thường. Chứ con vẫn bình thường. Chứ con vẫn bình thường mà. Chứ con vẫn bình thường. Chứ con vẫn bình thường mà. Chứ con vẫn bình thường. Chứ con vẫn bình thường. Vẫn bình thường mà. Vẫn bình thường mà. Nói vẫn bình thường mà. Nói vẫn bình thường mà. Bà vô pha cho tôi bình trà đi. Ủa, ông tự pha đi, tôi còn phải lên coi an toàn sao rồi đem thuốc cho nó nữa. Bà không pha được tôi bình trà nữa, bây giờ thêm thằng con què nữa, đúng là đồ vô dụng mà. Ông nói gì kỳ vậy, thằng Toàn là con của ông đó. Con cái gì mà con, báo cha báo mẹ không à, đồ vô tích sự chả làm được gì hết. Ông im đi, con nó đã bị như vậy rồi, ông còn cay nghiệt với nó nữa. Ông cũng bớt than trách người khác đi, ở trong cái nhà này á, có một mình ông khổ thôi hả. Còn tôi làm sao, sung sướng lắm chắc.
rồi con, bữa nay sao? Thấy khỏe chưa? Em lại bắt chân cho nè. Có gì đâu, thiệt tình luôn á. Con thấy trong người sao rồi? Đỡ chưa? Bữa nay muốn ăn cái gì? Hả? À, bánh canh hay là hủ tiếu? Bánh canh nha, con thích ăn món đó ha. Đây, đây, đây. Có cái gì? Vui lên. Bữa nay á, mẹ nấu bánh canh nè, có tráng miệng món con thích luôn ha. Nha, ăn nhiều nhiều vô cho mau khỏe ha. Con muốn được một mình. Ừ, thì con có nè, nhớ uống thuốc nha. Uống thuốc cho mau khỏe. Rồi có cần cái gì á thì cứ kêu mẹ, nghe chưa? Mẹ, sao mẹ không để con chết đi? Lúc đó mẹ cứu con làm cái gì? Là một thằng cầu thủ mà bị liệt hết hai chân, thậm chí bây giờ đến cái chuyện đi vệ sinh con cũng phải nhờ người khác. Con còn sống để làm cái gì nữa mẹ? Con sống còn có ích gì nữa mẹ? Để con chết đi. Tại sao mẹ lại cứu con vậy? Tại sao con cứu con làm gì vậy mẹ? Tại sao vậy mẹ? Tại sao lại cứu con vậy mẹ? Kể từ sau ngày hôm đó, em cứ lo hỏi bản thân của em hoài, là không biết là chuyện gì đang xảy ra với gia đình của mình. Hồi xưa nhà em lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười hết trơn, mà kể từ sau chuyện đó, hầu như là không ai muốn nói chuyện với ai nữa hết trơn. Em cũng không hiểu luôn. Đúng là trong chăn mới biết chăn có rận ha. Bắt đầu là văn chương đó. Không nói đúng mà. Không cãi lộn chủ nữa. Rồi sao nay em tiếp tiếp đi. Cứ mỗi ngày em cứ tự hỏi bản thân của mình, là tại sao mình không suy nghĩ tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình theo một cách tích cực hơn. Dù gì thì chuyện đã xảy ra rồi, chuyện đó cũng đâu ai muốn đâu. Bây giờ ở nhà em ai cũng tiêu cực hết rồi, thì em phải là người tích cực nhất. Và rồi em nhận được một điều, em không thể nào để cho mẹ em phải buồn được. I like. Thích cái suy nghĩ của em. Thấy dễ sợ. Cái người mà bị mà lại đi khuyến khích những người bình thường. Ủa sao tự nhiên người ta mày khen người ta nói hay mà mày cứ chen vô giữa, mày ngang xương mà mày chặn họng tao hoài à. Quên. Nó nói đi tiếp kìa. Hay quá em ơi. Anh Long với Nam thấy chiếc xe lăn này không? Kể ra thì nó cũng đã gắn bó với em một khoảng thời gian cũng khá dài rồi đó. Thực sự mà nói hồi lúc trước á, em rất là sợ cảm giác khi phải ngồi trên chiếc xe lăn này. Nhưng rồi dần dà cái em cảm thấy nó với em như là một thứ gì đó rất là quen thuộc. Em nhìn theo một cái hướng tích cực hơn. Rồi em nghĩ ví dụ như một ngày nào đó ở một nơi công cộng nào đó, mọi người đang cần nghỉ ngơi, cần một chỗ nào đó để ngồi, trong khi đó em có sẵn cái ghế của em rồi. Đó, thì dần dà rồi cái em thấy nó cũng quen. Quan trọng là mình phải biết đối diện với sự thật, mình phải chấp nhận nó và mình phải tìm cách vượt qua. Chứ mình càng trốn tránh nó, mình sẽ càng đau khổ thôi. Chị giống như thầy tôi thôi. Hay dễ hay luôn trời. Làm cứ vậy. Anh thấy anh mừng cho khi mà Toàn nghĩ được như vậy.
Thật ra con người mình á, muốn sống hạnh phúc hay không á, là do bản thân mình hết. Mình cứ nghĩ mọi chuyện nó tích cực lên thì mọi chuyện nó sẽ nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn cho mình. Còn nếu mà mình nghĩ mọi chuyện nó tiêu cực á, thì cuộc sống nó trở nên bế tắc và đầy trở ngại. Nói chung á, lạc quan lên một chút là mọi chuyện sẽ qua hết. Qua cuộc nói chuyện vài ba phút thôi, tôi đã ngộ ra được một vấn đề rồi. Vấn đề gì? Không có gì có thể làm khó tôi được hết. Bây giờ nè, cả thế giới nè, bao nhiêu chuyện xui rủi cứ ổ ập lên đầu con đi, hứng hết. Mình phải suy nghĩ tích cực. Lỡ như cái này không tới, mình né qua bên, nhưng cái khác tới nặng hơn sao? Đúng. Thà mình đón nhận cái này đi, nó nhẹ nhàng hơn. Đúng không? Giống như cuộc đời nè. Thật sự chịu đựng lắm. Ở chung mà chịu đựng, muốn bỏ đi lắm. Nhưng qua sự việc nói chuyện với em rồi, suy nghĩ liền, biết đâu mình bỏ ông chủ này, mình gặp ông chủ khác xí đú hơn sao? Đó, cái đó là có thiệt luôn á, chính xác luôn á. Nghen phải cam chịu thôi. Nhưng muốn cho con cam chịu, chấp nhận với một yêu cầu. Yêu cầu gì? Trả lương đi cha. Mày đi, mày bỏ lương qua.